Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Chào bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tôi mong mẹ xem này. Có chạy đâu? Chị em bây giờ em thì cái quần hay cái áo anh Quyết vừa à, anh Công vừa đặt đấy thì có phải chuyển khoản không? Chuyển hết. Đã đặt là chủ ăn. Thế thì sao tí nữa nó ship về thì vẫn như thế. Cái đấy. Thế sao đường này nó cho ship về? Cái mẹ nó không ship, nó quỵt mẹ vì mất tiền như thế thôi. Thì anh Công vẫn đang trong tình trạng này đấy, còn gì nó... À, mày có đặt ở đấy đâu, anh đặt trên TikTok hả? Và ai cái chuyện? Bây giờ mình sẽ TikTok cho mọi người. Trên TikTok thì trai kia lấy tiền một tài khoản. Thấy đặt trên đấy, thấy đặt giá nhưng mà mạnh nó bắt tính toán trước rồi chị. Để TikTok vui. Sao giờ Shopee nó lại làm ăn đi thế nhỉ? Gì vậy? Ui ôi, em cộng này là 278, thế áp mã hoặc như không rồi. Rồi. Thế là nay anh chỉ áp mã free ship rồi à? Đấy, chứ chịu, áp là... Ui, áp vào vẫn thế. Chị, chẳng nghe cái to không rồi, tỉnh ai không. Còn cái áp mùa luôn, trời bó. Giờ là đặt hàng như thế to nhỉ? Nghe shop mua nó nhai. Tiền. Không là giải lên mà mua. Lên shop thẳng nó tiền lắm. Như vậy nó ấy, thì đấy mà cắt phá phải rồi. Không được chờ đợi, mua là mua luôn. Lên thẳng shop nhiều tiền lắm. Ôi bây giờ thì tiếc. Cái gì? Thử mua một bộ chưa nhé? Thử mua một bộ chưa nhé? Mua một bộ nó thanh toán. Chị cứ thanh toán luôn. Tôi. Sao anh đưa tiền cho anh? Đây. Chuyển tiền vào đây, có tiền tài khoản đâu. Vãi trưởng, vãi không có tiền tài khoản.
Như vậy giờ mình cứ vậy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tò mò như vậy. Một ơi. Nè, làm trước đi. Đặt cái giày có tiền tài khoản rồi mình đặt. Đổi ai tiền? Đổi ai tiền thì lên kia mà đổi đi. Về bên kia lên kia mà đổi đi. Đấy, cứ ấy đi. Trời, chịu anh có tiền đâu mà đổi cái giày. Vãi cái nho à. Thế thôi, mai mượn mấy em lên TikTok em xem. Có gì hay em mua. Ok chứ. Vậy tôi vào
Như vậy cho cùng mình cái này kết thúc mà.